Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và ngôi nhà không lối thoát phần 2. Nếu như mà các bạn nào chưa xem phần 1, các bạn có thể gõ vào ô tìm kiếm ngôi nhà không lối thoát 1 Bibimbap Bắp thì sẽ hiện ra ở video đầu tiên, hoặc là gõ vào No End House 1 Bibimbap Bắp, sau đó là gõ tên kênh của Bắp hoặc là gõ tên kênh trước cái tên của cái đó thì nó cũng sẽ ra video đầu tiên. Bởi vì cái phần 1 thì các bạn nghe xong rồi các bạn nghe phần 2 thì sẽ cảm thấy nó thú vị hơn và nó sẽ hiểu nhiều hơn. Đối với những bạn mà chưa nghe phần 1 mà nghe ngang phần 2 thì sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Chắc hẳn các bạn mà cũng như là Bắp nữa, khi mà nghe xong phần 1, biết về phần 1 thì chỉ nghĩ là nó là như vậy thôi. Tuy nhiên Bắp vẫn có rất là nhiều nghi vấn sau khi mà đọc qua No End House phần 1. Đó là Peter là một cái nhân vật rất là kỳ lạ và bí ẩn. Rõ ràng Peter là người đã nhắn tin cho David, chỉ cho David cái ngôi nhà không lối thoát đó, còn bảo David là đừng đi. Tại sao Peter lại làm như vậy? Rõ ràng là nếu như mà biết ngôi nhà đó nguy hiểm như vậy thì nói cho bạn mình biết là cái quỷ gì, đúng không? Đã vậy còn đưa địa chỉ tận nơi tới chỗ đó nữa. Trong khi miệng thì nói là đừng đi, nhưng mà chính Peter lại đưa địa chỉ đó cho David biết. Thì rõ ràng đó là một âm mưu muốn dụ dỗ David tới cái ngôi nhà không lối thoát đó. Vậy Peter là ai? Mà theo như lời của Peter thì Peter phải đi rồi thì mới biết cái ngôi nhà đó nó nằm ở đâu, và phải đi rồi thì mới biết được cái giá trị nhận được ở trong cái căn nhà đó là 500 đô. Bởi vì nếu mà các bạn để ý, khi mà vào trong cái ngôi nhà đó thì ở trên cái cánh cửa nó có một cái dòng chữ chỉ là phòng số 1, kế tiếp là 8 phòng, đi hết 9 phòng thì bạn sẽ là người thắng cuộc. Ngoài ra nó không hề ghi là thắng bao nhiêu tiền cả. Không ghi thắng bao nhiêu tiền cho đến khi mà tới cái căn phòng số 9 thì cái người chơi, giống như là David ở tập trước, đã lấy được 500 đô. Và là phải đi tới cái phòng cuối thì mới biết cái giá trị thắng cuộc là cái gì. Như vậy Peter là người như thế nào? Và Peter có phải là đã đi qua hết tất cả 9 căn phòng và bằng cách nào đó có thể thoát ra bên ngoài hay không? Trong khi ở tập trước, David tới cuối cùng vẫn chưa chắc là đã thoát ra bên ngoài. Khi anh ta đi về ngôi nhà của mình và thấy số 10 ở trên cánh cửa nhà mình thì đã thoát ra căn nhà đó hay chưa? Hay David vẫn còn đang ở trong nhà đó và ở căn phòng số 10? Thêm nữa, nhân vật người quản lý là ai? Bởi vì ở trong cái căn phòng số 8 thì Bắp không nhớ, hình như là Bắp đã bỏ rơi chi tiết đó ở căn phòng số 8. Khi mà David nhìn thấy con dao ở dưới cái ghế mà David giả đang ngồi lắc lư ở trên á, thì ở dưới đó có một con dao kèm theo một cái ghi chú. Cái tờ giấy ghi chú đó ghi rằng gửi David phòng khi bạn cần đến và ký tên là người quản lý. Là hình như là cái chi tiết đó Bắp đã quên kể. Nhưng mà cũng có một số chi tiết có nhắc tới người quản lý ở trong cái tập trước. Như vậy người quản lý tại sao không hề thấy sự xuất hiện của hắn ta, mà thỉnh thoảng hắn lại cung cấp một số đồ dùng cho người chơi? Chẳng hạn như là sau khi vượt qua được 9 căn phòng thì David cầm tờ giấy lên và tờ giấy chúc mừng David là người đã thoát khỏi 9 căn phòng đó. Thêm vào đó là có tên David là gửi David. Như vậy là David tới không nói ai biết hết thì làm sao cái người ở trong đó lại biết David như thế nào, mà ghi là rõ ràng là gửi David và vẫn ký tên là người quản lý. Tất cả mọi thắc mắc đó hy vọng là có thể được gỡ bỏ ở trong tập này. Ở trong phần này không phải nói về cuộc phiêu lưu tiếp theo của David nữa, mà nói về một người khác sẽ bước chân vào trong ngôi nhà này. Nhưng mà cái lý do của cái nhân vật ngày hôm nay bước chân vào ngôi nhà này, Bắp cảm thấy nó thiêng liêng và nó cao cả hơn là cái nguyên nhân mà David bước vào. Bởi vì David nghe Peter nói là vào trong ngôi nhà đó, vượt qua 9 căn phòng, lấy được 500 đô, trời, dễ như ăn kẹo, thì phải đi và thử thách bản thân mình. Nhưng ở trong tập ngày hôm nay, nhân vật đi vào trong ngôi nhà đó tên là Maggie, là một cô gái dáng người cao ráo và ốm, gầy, cao và gầy, là một cô gái cỡ trung bình thôi. Cô ấy là bạn gái của David. David kể từ khi đi vào ngôi nhà đó thì David đã bị mất tích. Maggie và David hai người đã quen nhau được 6 tháng rồi. Mặc dù là chỉ mới quen nhau có 6 tháng thôi, nhưng mà tình cảm của hai người rất là kháng khích. Dĩ nhiên mới quen nhau thì sẽ có cãi vã. Tuy nhiên mỗi lần cãi vã như vậy là hai người làm hòa rất là nhanh chóng. Thậm chí là sau một cái cuộc cãi vã rất là kinh khủng giữa hai người thì cùng lắm nha là 3 ngày không nói chuyện với nhau. Nhưng mà tối đa là 3 ngày, sau 3 ngày là hai người lại làm hòa. Còn lần này thì David tự nhiên mất tích, không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc với lại Maggie. Trong khi hai người không có cãi nhau gì hết, mối quan hệ vẫn rất là bình thường, thì Maggie biết ngay là sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra với David. Maggie bắt đầu càng ngày càng lo lắng hơn khi mà càng ngày càng không liên lạc được với David, và cả một tuần trôi qua. Thế là Maggie quyết định công cuộc tìm kiếm David. Trước khi Maggie ra quyết định là phải đi tìm kiếm David thì một cái hôm trước đó, Maggie nhận được một tin nhắn. Tuy nhiên mà cái tin nhắn này tới từ một số điện thoại rất là lạ, không phải là số điện thoại thường ngày của David. Trong đó nhắn những cái câu không có chấm phẩy ngắt câu và nó cũng rất là vô nghĩa. Nội dung của tin nhắn đó là không lối thoát, đừng đi, David. Thì có nghĩa ngụ ý là David gửi tin nhắn đó tới cho Maggie từ một số điện thoại khác. Tuy nhiên lại nói là không lối thoát, đừng đi là như thế nào. Nhưng mà khi Maggie đọc những cái dòng tin nhắn đó, thì khi mà cái giây phút mà đọc cái dòng tin nhắn á, lại cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, mắc ói, giống như là nhìn vào một cái gì đó nó rất là khó chịu. Sau khi mà đọc xong cái tin nhắn đó thì Maggie nhận ra có một điều gì đó không đúng và có lẽ như là David đang gặp nguy hiểm. Thế là Maggie mới tìm mọi cách để mà suy nghĩ tất cả mọi cách luôn. Phải làm cách nào mới có thể tìm được David và liên lạc lại với David. Hồi xưa thì David hay chơi AIM. AIM thì giống như là Yahoo á các bạn, một cái công cụ để cho mình nhắn tin qua lại với bạn bè của mình. Thì Maggie là bạn trai bạn gái cho nên có biết được password, có biết được ID luôn. Maggie để sử dụng thông tin của David để đăng nhập vào trong cái AIM đó. Khi Maggie vừa mới đăng nhập vào trong tài khoản của David thì ngay lập tức có một dòng tin nhắn pop hiện lên. Và dòng tin nhắn đó đến từ Peter. Peter nhắn một dòng tin nhắn có nội dung là, bởi vì lúc đó thì Maggie sử dụng tài khoản của David cho nên Peter chỉ nghĩ đó là David thôi. Và Peter nhắn là David, cậu làm cho tớ thật là lo lắng, tớ cứ nghĩ là cậu đã đi tới ngôi nhà đó rồi. Maggie khi đó không có nói mình là Maggie nhưng mà vẫn giả vờ mình là David nhắn tin với Peter. Maggie nhắn là cậu đang nói cái gì vậy? Và Peter trả lời chính là ngôi nhà đó, ngôi nhà không lối thoát, ngôi nhà mà tớ đã nói với cậu. Và cậu đã nói, đã thề là cậu sẽ đi và cậu thực sự khiến cho tớ lo lắng. Khi đó Maggie lại cẩn thận trả lời cái tin nhắn đó và Maggie nói rằng thực ra là mình chưa đi, là bởi vì mình đã bị mất cái địa chỉ rồi. Mà chỗ đó là chỗ nào vậy? Maggie đang muốn cậy cái thông tin địa chỉ, rất có thể là David đã đi và bây giờ Maggie muốn tới đó để mà kiếm David. Thì khi đó Peter mới trả lời lại là khỉ thật, cậu làm cho mình thật là lo lắng, nhưng mà cậu tuyệt đối đừng nên tới đó bởi vì mình đã đi rồi. Nó rất là kinh khủng. Cuối cùng thì Maggie cũng quyết định nói cho Peter biết tên của mình. Mình là người đã nhắn tin khi nãy cho tới bây giờ. Và chính Maggie cũng biết Peter là một tên nghiện ngập, cũng không có thích nói chuyện với Peter lắm. Nhưng mà bây giờ phải nói chuyện để mình tìm thông tin của David. Maggie mới nhắn cho Peter là tớ đây, Maggie, không phải là David. Peter liền lập tức trả lời và hỏi rằng cái gì? Cậu là Maggie, vậy David ở đâu? Maggie mới trả lời là mình không biết, mình nghĩ là cậu biết chứ. Và thế là Peter liền trả lời lại và nói rằng thôi chết tiệt thật rồi. Có lẽ là cậu ta đã đi vào ngôi nhà đó. Nếu như mà cậu ta đi vào trong ngôi nhà đó thì cậu ta sẽ bị mất tích mãi mãi. Sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu ta rồi. Maggie khẳng định với Peter rằng Maggie quyết tâm phải đi tìm David cho bằng được. Cho dù là chuyện gì xảy ra với David thì Maggie cũng phải mang David về. Có vẻ như là tình yêu của Maggie dành cho David rất là lớn. Và Maggie hiện tại đang lo sợ là có một cái nhóm cướp, một cái băng đảng nào đó đang bắt cóc David. Maggie đang muốn cứu David về một cách an toàn. Peter cũng đã đưa địa chỉ cái ngôi nhà đó cho Maggie, cũng là bạn bè tốt dễ sợ luôn. Hồi bữa là nói với David đừng đi, bây giờ nói với Maggie là trước khi đưa địa chỉ cũng đã khuyên Maggie đừng đi. Cuối cùng cũng đưa địa chỉ cho Maggie để cho Maggie đi đến đó. Bạn tốt dễ sợ. Và Maggie cũng là một người rất là lạ nha, đi tới một ngôi nhà mà mình không biết ngôi nhà đó có cái gì. Đi buổi tối, 8 giờ tối. Sao không lựa buổi sáng mà đi cho nó đỡ? Thí dụ có chuyện gì xảy ra thì buổi sáng nó cũng đỡ hơn buổi tối đúng không? Còn đằng này ba đè 8 giờ tối ba đi. Maggie đi tới ngôi nhà đó và khi đó là tầm khoảng chừng 8 giờ. Ở trước cửa nhà có để cái bảng là mở 24/24, là mở nguyên cả ngày luôn. Du khách có thể đi vào bất cứ lúc nào. Khung cảnh Maggie nhìn thấy cũng giống như là những gì David nhìn thấy. Ở giữa một không gian vô định rừng cây như vậy đó có một ngôi nhà nằm trình ình ở giữa. Khi đó Maggie mới đậu xe ở đằng trước và từ từ bước vào trong nhà. Từ cái lúc mà Maggie khởi hành từ nhà mình để đi tới cái ngôi nhà không lối thoát này, Maggie đã cảm nhận được một cái gì đó nó lo lắng bồn chồn ở trong người rồi. Nhưng mà vì tình yêu mà Maggie dành cho David, cuối cùng Maggie cũng lấy hết can đảm và cứ như vậy đi với hy vọng là sẽ cứu được bạn trai của mình. Khi mà tới nơi, Maggie đi tới trước cửa, mở cửa vào. Ở đằng trước giống như là sảnh của một cái khách sạn được trang trí cho ngày lễ Halloween. Maggie nhìn xung quanh, cái sảnh thì nó là cái sảnh mình nghĩ là nó rất là to, nhưng mà không các bạn, cái sảnh đó giống như là một căn phòng nhỏ thôi. Rồi nó có một bên đó là quầy tiếp tân, rồi đối diện với quầy tiếp tân là có một cái cửa nữa. Là khi Maggie ở ngoài bước vào là cái cửa sau lưng Maggie là cái cửa ra vào từ cửa chính ha, là một cửa. Và một cái cửa nữa là một cái cửa đối diện với quầy tiếp tân có cái số 1. và ở ngay quầy tiếp tân không có ai hết. Ở đó chỉ có một cái bảng chỉ qua cái cửa đó và ghi rằng phòng số 1 lối này, 8 phòng nữa tiếp theo. Nếu như mà bạn vượt qua được 9 phòng, bạn là người chiến thắng. Chỉ có những cái dòng chữ như vậy, ngoài ra trong căn phòng đó không có ai hết. Tuy nhiên, cái mà làm cho Maggie sởn gai ốc đó là một dòng chữ, thêm một cái dòng chữ ở phía dưới cái bảng đó. Dòng chữ phía trên là dòng chữ in đánh máy và được dán ra, còn cái dòng chữ phía dưới là một dòng chữ viết tay. Dòng chữ đó có nội dung là: cô sẽ không bao giờ cứu được anh ta đâu. Trời ơi, Maggie mới nói là ở trong đó là ai, làm sao biết được mình tới đây để muốn cứu David mà lại có cái dòng như vậy. Và Maggie thực sự lo lắng. Maggie cũng là một người có não để mà suy nghĩ mà. Trời ơi, dưới cái sự việc như vậy, một người mà không biết mình như thế nào mà lại ghi ra một cái dòng chữ như vậy là chắc chắn là mình bị ai theo dõi, hoặc là cái căn nhà này, hoặc là có một nhân vật nguy hiểm nào đó ở trong căn nhà này. Vì vậy mình không thể nào mạo hiểm đi tiếp được. Và Maggie quyết định là lấy điện thoại ra báo cảnh sát ngay lập tức, báo là ở chỗ này có người mất tích ở ngay đây, và những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy, ví dụ như là có người biết được mục đích mà Maggie tới đây, là cũng đã theo dõi Maggie rồi. Thế là Maggie lấy điện thoại ra, nhưng mà lấy điện thoại ra lại không có sóng, không nhắn tin được, không gọi đi được, không làm gì được hết. Một cái điện thoại y như là một cục đá. Khi đó Maggie mới suy nghĩ là có thể đây là ở trong rừng cho nên không có sóng, hay là mình đi ra ngoài mình gọi. Thì khi mà Maggie quyết định mở lại cái cửa chính đó để đi ra thì mở không được, đã có ai đó khóa trái cửa từ bên ngoài rồi. Maggie giật mạnh cái cửa cũng không được, cái cửa rất là chắc chắn. Khi đó điện thoại của Maggie rung lên báo hiệu cái tin nhắn tới. Lúc này Maggie thoáng cảm thấy vui, bởi vì tin nhắn tới là bây giờ điện thoại mình nó có sóng và có thể gọi được. Thế là Maggie mở cái điện thoại lên. Khi mà vừa mới cái điện thoại mà hồi xưa chứ không phải iPhone bây giờ các bạn, cái điện thoại mà đập đá mà có cái nắp bật lên bật xuống á, Maggie mới bật cái điện thoại lên. Khi mà bật lên, tin nhắn đã hiện ra ngay lập tức. Và cái dòng tin nhắn đó đã dập tắt mọi hy vọng của Maggie. Cái dòng tin nhắn đó ghi rằng: và cô cũng sẽ không tự cứu được chính mình đâu. Và điện thoại rõ ràng là vẫn không có sóng, không liên lạc được với bên ngoài. Bây giờ Maggie đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng, ở một nơi vô định và không biết phải làm gì hết. Ở trong căn phòng đó có thể có bất cứ một cái thành phần nguy hiểm nào có thể làm hại tới Maggie và có thể tấn công Maggie. Bây giờ Maggie chỉ cần có một cách duy nhất là phải tiến tới căn phòng có để cái số 1 trình ình ở ngay trước cửa, mở cửa và bước vào, chính thức bước vào căn phòng số 1 và bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu của mình với hy vọng tìm kiếm và cứu ra được David. Đó là một cái con đường duy nhất mà Maggie phải làm lúc bấy giờ. Maggie từng bước thận trọng tiến tới cánh cửa có đề số 1. Maggie áp tai vào trong cánh cửa đó thì nghe vang ra từ ở trong đó là âm thanh của nhạc Halloween, tiếng nhạc Halloween vang ra. Maggie khi này cảm thấy sợ hãi, nhưng mà cái sự sợ hãi đó dần dần biến mất khi mà Maggie nghĩ tới David. David thường xuyên có những trò chơi khăm với bạn của mình, bày ra những cái ma mị để mà hù bạn mình. Và mỗi lần anh làm như vậy, anh đều nói cho Maggie biết kế hoạch của anh. Và khi mà nghĩ về David, Maggie cảm thấy bớt sợ hơn. Maggie khi đó dùng hết sức can đảm của mình, cầm cái tay vặn của cái cửa, vặn và đi vào căn phòng số 1. Khi đi vào căn phòng số 1 thì sự sợ hãi của Maggie lại giảm. Là hồi nãy sợ lắm nhưng mà đi qua căn phòng số 1 là cảm thấy hết sợ, bớt sợ luôn rồi đó. Là đi vào bên trong phòng á, cách trang trí ở trong phòng nó rất là bình thường, giống như là những cái nhà ma dành cho con nít vậy á. Ở bên trong đó là có ánh đèn mờ mờ nhưng mà vẫn thấy rõ ở trong phòng đó có gì. Ở 4 góc phòng là có 4 cái hình nộm mà dạng như là hình nộm treo ngoài ruộng á, có 2 tay 2 chân rồi có cái mặt mà đã dậy mặt cười nữa, trông rất là thân thiện. Ở xung quanh phòng còn có một số con ma bằng giấy treo, và ở một cái góc ở trong phòng có một cái quạt. Nó thổi hơi ra, cái quạt đó nó thổi gió ra, nó làm cho những cái con ma giấy ở trong phòng cứ bay. Mấy cái ma giấy nó rất là nhẹ và nó bay qua bay lại, nó bay phấp phới ở tại chỗ như vậy nè. Nó cứ lượn lờ như vậy thôi, ngoài ra thì không có gì đặc biệt hết. Ở góc phòng đối diện là một cánh cửa, và trên cánh cửa đó có ghi số 2. Maggie khi đó cười nhẹ, băng qua căn phòng và đi tới cánh cửa số 2. Maggie mở cánh cửa số 2 và đi qua căn phòng số 2. Khi Maggie vừa bước vào trong căn phòng số 2 là có một cái đám, giống như là có một cái máy phun sương á các bạn, nó phun thẳng vào trong mặt Maggie. Nó khiến cho ở trong đó nó vừa có nước mà nó vừa có một cái làn giống như là làn khói giả vậy đó, nó cứ bay lơ lửng ở trong cái phòng đó. Thì khi mà Maggie bước vào trong phòng số 2, ở đằng sau cánh cửa của Maggie đóng sầm lại. Ở trong căn phòng đó nó cũng rất là tối. Maggie nói là có cảm giác như có một cái máy phun sương, phun khói, nó phun ở trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nên khi bước vào là mình bị ngợp bởi những cái khói và những cái sương đó. Ở căn phòng số 1 và căn phòng số 2, cả hai căn đều không có cửa sổ. Thì các bạn có thể tưởng tượng là cái lối thoát khí hoặc là cái không khí ở trong đó nó bí hơi tới cỡ nào. Maggie nhìn xung quanh thì ngoài những cái sương khói đó ra thì không có gì đặc biệt hết. Nhìn qua cái đám sương khói như vậy, Maggie nhìn thấy ở bên góc phòng bên kia là cánh cửa số 3. Maggie mới quyết định là tiến tới cái cánh cửa số 3 và đi vào trong căn phòng số 3. Khi đang đi thì Maggie mới giật mình, hét lên một cái. Khi mà giật mình nhìn lại thì Maggie thấy mình vô tình bước qua một cái con robot. Và cái con robot đó là con robot Jason Voorhees. Cái ông mà mang cái mặt nạ rổ không, cầm con dao á, sát thủ giết người á các bạn. Đây là cái con robot, nhìn ổng ở trong phim thấy ghê nhưng mà nhìn cái con robot thì nó cũng dễ thương. Hai con mắt nó phát sáng giống như là có hai cái đèn ở trong cái con robot, rồi cái tay á thì có cầm con dao, giơ lên giơ xuống, giơ lên giơ xuống. Maggie khi mà nhìn lại thấy đó là một cái con robot thì Maggie cảm thấy rất là buồn cười. Maggie mới nghĩ là trời ơi, nếu mà có ai đứng đây thấy cái cảnh này chắc cười mình chết luôn á, bị hoảng sợ, bị hù bởi một con robot. Maggie cười nhẹ một cái rồi tiến tới cánh cửa số 3. Khi tiến tới cánh cửa số 3, Maggie chỉ tính giơ tay lên cầm cái nắm cửa, mở ra và đi qua thôi. Nhưng mà vừa mới giơ tay cầm cái nắm cửa thì giật cái tay ra liền luôn, bởi vì cái nắm cửa nó rất là nóng. Cái nắm vặn của cái cửa là làm bằng sắt, khi Maggie cầm vào nóng đến độ mà Maggie phải giật ra liền. Nó không đến độ làm cho Maggie bị phỏng tay, nhưng mà nó nóng và nó khiến cho mình không thể nào mà cầm lâu hơn một giây. Maggie mới tiến tới và sờ lên cái cửa thì cảm thấy cái cửa nó nóng luôn, và áp tay vào thì cũng cảm thấy ở bên trong đó nó nóng, cái hơi nóng phát ra từ bên trong đó. Maggie cảm nhận được như có thể đó là một cái căn phòng mà ở trong đó nó có lửa, hoặc là một cái căn phòng mà người ta tạo nhiệt nóng, tạo cảm giác rùng rợn cho người chơi, giống như là những cái trò chơi ở Disney World thì có những cái tour trò chơi đi ra thì người ta sẽ phun cái khói nóng để cho mình cảm giác nó chân thật. Thì Maggie chỉ nghĩ là như vậy thôi. Maggie khi này là đang bận một cái đầm, cho nên Maggie đã lấy cái phần dưới của cái váy á, quấn lấy cái tay cầm để cho nó bớt nóng, rồi mở cửa đi qua căn phòng số 3. Khi mà đi vào thì cánh cửa đằng sau lưng Maggie đóng lại. Khi cánh cửa sau lưng Maggie đóng lại thì cái mà Maggie tưởng tượng nó hoàn toàn không giống với những gì mà Maggie đang trải nghiệm. Đó là ở trong căn phòng số 3 nó rất là tối và không thấy cái gì luôn, không thấy được những cái ở trước mặt mình luôn. Maggie nhìn nó tối đen như mực, mà ở trong phòng lại lạnh nữa. Lúc mà ở bên phòng số 2 kề cái tay vào trong cái cánh cửa số 3 thì thấy nó ấm, nhưng mà khi đã thực sự ở trong căn phòng số 3 rồi thì không gian ở đó rất là lạnh lắm luôn. Maggie cảm thấy sợ hãi thực sự. Sau đó Maggie quyết định quay trở lại sau lưng mình để mà mở cái cửa, cũng là tính đi ra, nhưng mà lại không có thấy cái tay cầm của cái cửa đâu hết. Rồi hồi nãy rõ ràng là mình bước qua từ đây mà sao bây giờ không thấy nữa, không thấy cái tay cầm nữa, mà cũng không có dấu hiệu của cánh cửa. Maggie cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, bởi vì tối quá không thấy gì hết mà chỉ có thể cảm nhận cái tay của mình thôi. Và thế là bất lực, không biết phải làm gì hết. Sau đó Maggie quay lại, mà cảm giác như là mình đang ở trong bóng đêm, mình quay đi cái hướng nào thì nó cũng tối thui. Nó là một cái nơi vô định. Rồi đột nhiên có một ánh sáng hiện lên, và ánh sáng đó phát lên từ ở trên trần nhà ở giữa căn phòng. Nó giống như là một cái đèn mà nó sáng, xong rồi nó sáng, nhưng mà nó không phải là nó sáng hẳn căn phòng, nó sáng mà nó chiếu thẳng xuống dưới cái bàn ở dưới. Thì cái trần nhà ở trên đây ánh sáng rọi xuống, và ở dưới đây là có một cái bàn nhỏ ở giữa căn phòng luôn. Ở trên cái bàn đó giống như là có một cái vật gì á. Thế là bây giờ phải tiến tới coi là nó như thế nào, chứ mình đâu có đứng yên một chỗ như vậy được. Maggie tiến tới cái bàn đó, thì trên cái bàn đó có một cái đèn pin, và ở trên cái đèn pin đó có một cái nhãn, có một cái tờ giấy ghi chú. Cầm lên đọc thì ở trên đó ghi là gửi Maggie từ người quản lý. Thôi kể ông quản lý là ai đi. Bây giờ Maggie không quan tâm nữa, chỉ biết là bây giờ có cây đèn pin thì được rồi. Nhưng mà cái giây phút mà Maggie vừa mới cầm cây đèn pin lên và đọc xong nha, nó hay lắm luôn á. Tự nhiên là Maggie vừa mới đọc xong cái dòng là gửi Maggie từ người quản lý, là vừa đọc xong là cái đèn nó tắt, cái đèn ở trên trần nhà tắt, và tất cả mọi thứ lại chiên vào trong bóng tối. Maggie khi này vội vã vật lộn với lại cái đèn pin để mà mở nó lên, thì cũng phải 3-4 giây Maggie mới mở cái đèn pin lên được. Khi mà mình cầm cái đèn pin, mình chỉ có thể rọi sáng ở trước mặt mình thôi, một cái không gian nhất định thôi, chứ không có thể nào mà rọi và nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Maggie lại rọi ở xung quanh, thì không thấy gì hết, căn phòng trống trơn à. Thì khi đó đột nhiên Maggie nghe thấy âm thanh gầm gừ nho nhỏ. Nó giống như là âm thanh mà David đã từng nghe đó các bạn. Nó bắt đầu nhỏ, nó cứ... Và Maggie cảm nhận được như trong căn phòng đó không chỉ có một mình. Maggie cố gắng rọi theo cái tiếng mà Maggie nghe, nhưng mà rọi tới đâu thì không thấy. Căn phòng vẫn trống trơn, nhưng mà vẫn nghe âm thanh đó. Rồi đột nhiên Maggie nhận ra một điều, nó không đơn giản như Maggie nghĩ đâu. Khi mà rọi cái đèn pin đó các bạn, Maggie á, rọi tới đâu thì cảm giác như có một thứ gì đó nó thực sự tồn tại ở trong căn phòng đó. Chỉ có điều là nó đang né tránh ánh đèn mà thôi. Các bạn tưởng tượng là các bạn đang ở trong một cái căn phòng và có một người khác đang cùng chơi với các bạn và chơi trò trốn ánh đèn. Các bạn sẽ rọi tới người đó và người đó cố gắng chạy ra khỏi ánh đèn, làm sao cho ánh đèn không có bị bắt trúng người đó, không có bị soi trúng người đó. Thì đó là cái mà Maggie đang cảm giác được, là có một người nào đó đang chạy trốn cái ánh đèn, đang chạy trốn cái ánh đèn pin mà Maggie gọi. Mà ghê một cái là Maggie thấy, tức là chỉ trong vòng tích tắc 1-2 giây khi mà cái đèn pin lướt qua là thấy cái bóng người kia chạy, giống như là chạy giống như vậy luôn. Cho dù là Maggie có rồi nhanh tức cỡ nào đi nữa thì cái bóng đó nó vẫn lướt qua, nhưng mà đủ, nó phải chắc chắn đủ để cho Maggie biết được là cái bóng đó nó lướt, nó trốn Maggie, giống như là nó trốn ánh đèn, nhưng mà nó muốn Maggie biết là có nó hiện hữu ở đó và nó đang trốn ánh đèn của Maggie. Và Maggie là biết được điều đó và Maggie cảm thấy rất là sợ, và tay cầm cái đèn pin mà run như vậy nè, thậm chí là cầm mà muốn rớt cái đèn pin ra ngoài. Bây giờ Maggie nói là trong phòng này ghê quá, mà cái âm thanh nó càng ngày nó càng lớn. Các bạn tưởng tượng là các bạn đang ở trong một căn phòng tối thui, cầm một cái cây đèn pin rọi và chơi cái trò giống như Bắp nói khi nãy á, rồi cái người đó cứ chạy vòng vòng cho tới khi nào mà đụng trúng bạn. Thì đó là một trò chơi kinh dị, nhưng mà Maggie đang tưởng tượng như là cái gì đó nó ở trong phòng này nó đang càng ngày càng tiến gần tới Maggie. Maggie cố gắng rọi, không hy vọng là sẽ thấy được cái thứ đó. Nhưng mà muốn là tìm thấy cái căn phòng số 4, tìm thấy cánh cửa có đề số 4, nhưng mà tìm mãi không thấy các bạn. Rồi một hồi á mà cứ nó muốn rớt cái đèn pin luôn. Rồi Maggie cuối cùng cũng thấy được một cái cánh cửa. Mà trên cái cánh cửa đó nó có dán một tờ giấy đó được viết nguệch ngoạc một cái số 4. Trời ơi, nó rõ dễ sợ luôn. Nó ý Bắp nói là mấy cái cửa khác nó có nguyên một cái số trình in ở trên cửa để mà thấy, trong khi cái cửa số 4 á được dán một cái tờ giấy nhỏ. Sau đó là gắn một cái dòng chữ nhỏ lên trên đó. Đã chạy gặp người ta đang hoảng ở trong một cái căn phòng tối thui nữa chứ. Người quản lý đúng là biết cách chơi khăm người khác mà. Khi mà Maggie thấy cái cửa rồi thì vội vã dùng hết sức của mình chạy tới cái cửa đó để mà mở cửa đi qua căn phòng số 4, bởi vì Maggie không muốn ở trong căn phòng số 3 bất cứ một cái giây phút nào nữa. Cái âm thanh nó càng ngày càng lớn, có cảm giác như là cái gì đó nó càng ngày càng dí sát gần tới Maggie luôn. Các bạn biết không, cái khoảnh khắc mà Maggie tiến tới và cầm cái tay cầm của số 4 á, là có cảm giác như là nó đang đứng sau lưng của Maggie, và cái hơi thở của nó chạm vào trong gáy của Maggie luôn á. Mà Maggie hơn là mở cái cửa xông thẳng vào phòng số 4 và đóng lại một cái rầm. Thì khi đi qua cả phòng số 4 á, không nghe thấy gì hết, mọi thứ lại trở về im ắng. Mà cái lúc mà sắp qua phòng số 4 là nghe thấy cái hơi thở của nó chậm một chút thôi là nó đã bắt được Maggie rồi. Khi đã thoát khỏi căn phòng số 3 và bình tĩnh lại để xem căn phòng số 4 như thế nào, thì Maggie cảm thấy như là hơ, mình đi ra bên ngoài rồi, mình không còn ở trong nhà đó nữa. Đó, khung cảnh ở đó là một cái hang động, ở xung quanh là vách đá và nó vẫn tối thui nha, nó vẫn tối. Ở xung quanh chỗ mà Maggie đứng ở hai bên vách đá như thế này là có những cái ngọn đuốc được treo ở xung quanh. Thì có thể là cái căn nhà này, cái căn phòng này nó dẫn ra một cái hang động. Thì Maggie nhìn xung quanh là nó y như là những cái hang động mà các bạn khám phá, những cái hang động hoặc là những cái đường hầm vậy đó, nó tối như vậy. Ở xung quanh những cái vách đá thì có những cái đuốc được treo và ánh sáng phát ra từ những cái đuốc đó mà thôi. Còn nhìn đằng xa là có cái đường đi tới đằng xa sâu hơn nữa, và cái đường đi đó nó cũng tối thui à. Nhưng mà những cái đuốc á, ở xung quanh thì có thể lấy xuống được. Maggie thấy là lấy xuống được, cho nên Maggie đã tiến tới và lấy một cái đuốc xuống để mà soi đường cho mình đi. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại, Maggie nhận ra một điều rất là kỳ lạ. Nếu đây là một cái hang động thì ở dưới nền phải là đất đá, còn đằng này ở dưới nền nó vẫn là nền gỗ. Cái sàn gỗ giống như là những cái sàn gỗ của những căn phòng trước và của cả cái sảnh của cái căn nhà này nữa. Như vậy là bằng cách nào đó Maggie biết mình chưa ra khỏi căn nhà đó, và đây vẫn là phòng số 4 chứ không phải là ở bên ngoài. Và điều duy nhất mà Maggie có thể làm bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước, không thể nào dừng lại và cũng không thể nào quay trở lại. Maggie mới cầm cái đuốc ở trên tay và cứ như thế tiến lên đằng trước. Ở đằng trước rất là tối các bạn, đi thì cứ càng đi càng thấy cái hang động nó dài ra và giống như là nó bất tận á, đi mãi cứ thấy đằng trước tối. Và cứ tới một lúc nào đó thì Maggie nhìn lại ở đằng sau lưng mình là thăm thẳm một cái hang động, nhìn đằng trước mình là thăm thẳm một cái đường đi, nhưng mà vẫn tiếp tục đi được một hồi thì Maggie thấy một cái ánh sáng xanh. Cái ánh sáng xanh đó lóe lên ở đằng trước Maggie giống như là ánh sáng cuối đường hầm vậy đó. Và Maggie biết rằng có thể đó là hết rồi, tới cái lối đó là mình sẽ thoát ra bên ngoài, hoặc là chí ít tìm ra được một cái phòng, cái số 5, cái cửa số 5 để đi qua phòng số 5. Trời ơi, đi mệt, đi đuối luôn á, mà đi tàn ở trong bóng tối. Maggie lại cực kỳ ghét bóng tối, ghét những cái đường hầm tăm tối. Đã vậy ở trong đó hả, nó rất là bí hơi, tuy nhiên lại có những cái cơn gió nhẹ nhẹ lạnh lạnh thổi. Maggie từ từ tiến tới ngay chỗ cái ánh sáng đó. Và đúng, càng tiến tới gần thì ánh sáng nó càng sáng hơn. Khi mà đi tới hẳn cái nơi đó thì đó là một cái lối thoát ra luôn. Nhưng không phải là cái lối thoát ra như các bạn nghĩ đâu, mà là một cái lối thoát ra rất là kinh khủng. Khi mà đi tới cuối cái hang động, đó là nơi cuối cùng của hang động rồi các bạn. Là cái hang động đó nó mở ra như vậy ha. Ở bên ngoài trên trời là trời xanh mây trắng, ở dưới là vực thẳm. Vâng các bạn, chính xác, ở dưới là vực thẳm. Ở dưới nó cao mấy trăm feet, rồi nhìn xuống dưới là biển. Trên là trời, dưới là biển. Mà ở dưới á, nó còn có những cái hòn đá mà mọc ở ven biển á, các bạn, những cái hàng hòn đá nó nhọn nó mọc xung quanh ở ven biển. Rồi, có đá, có biển ở dưới. Ngoài ra không có gì hết. Và Maggie đang đứng ở ngay, thí dụ như hồi nãy giờ Maggie đi từ trong hang động đi ra đây thì ở dưới đây là vực thẳm, nhảy xuống là banh phát. Rồi bây giờ Maggie chỉ biết đứng ở đây, không biết phải làm gì hết. Hết con đường rồi các bạn. Quay trở lại thì đó là một cái đoạn đường quá dài. Và nếu mà quay lại thì mình quay lại với mục đích gì, trong khi ở trong đó chả có cái gì hết. Mà cũng chưa chắc gì quay lại. Mình đã tìm thấy cánh cửa của căn phòng số 3 để quay lại cái căn phòng số 3. Mà cái đoạn đường đó nó rất dài. Nó dài đến độ mà Maggie chỉ cần nghĩ là sẽ quay lại cái con đường đó một lần nữa là không đi. Quay lại sau lưng mình, đằng đó vẫn là một cái hang động tối tăm. Nhìn đằng trước mình, trời xanh mây rộng, phía dưới là vực thẳm. Bây giờ không biết phải làm sao hết. Maggie đứng đó chết trân luôn. Rồi Maggie mới nhìn kỹ lại phía dưới, nhìn kỹ lại những cái hòn đá phía dưới. Những cái đá như Bắp nói khi nãy á, là những cái đá ven biển, nó mọc rất là lởm chởm. Nhiều khi nhảy xuống dưới là những cái đá nó chọt vô người mình, là lủng người luôn á. Thì khi mà nhìn những cái đá đó, Maggie cảm thấy nó có cái gì đó nó là lạ. Giống như là nó rất là nhiều cái tảng đá to. Và khi các bạn nhìn ở một cái khoảng cách đủ xa, các bạn sẽ cảm thấy như giống như là chúng đã tạo cố tình mọc lên như vậy để tạo thành một cái hình dạng nào đó. Giống như là khi chúng ta nhìn mây, chúng ta có thể tưởng tượng ra đó là hình trái tim, hình mặt cười, hình con này con kia. Thì khi mà Maggie nhìn được những cái tảng đá ở dưới cũng giống như vậy. Nhưng mà nhìn được một hồi, Maggie mới sởn gai ốc khi nhận ra những tảng đá đó mọc tạo thành hình số 5. Chính xác luôn các bạn, khi mà nhìn kỹ hơn thì đó là một số 5 vuông vức. Một cái số 5 là không phải là mình tưởng tượng ra số 5, mà là những cái tảng đá ở phía dưới là một số 5. Tuy là nó nhỏ nhưng nhìn rõ đó là số 5. Maggie bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc. Và Maggie biết, cái giây phút mà Maggie thấy cái số 5 đó là Maggie biết là cái ngôi nhà này nó muốn Maggie làm cái gì. Bởi vì Maggie là một người rất là thông minh. Maggie hoảng hồn đứng dậy và tính quay đầu lại. Mặc dù hồi nãy là không muốn quay lại, nhưng mà bây giờ tính quay đầu lại. Nhưng khi mà đứng dậy quay đầu lại thì đằng sau Maggie bây giờ không còn là cái hang động nữa, mà nó là một vách đá. Vách đá mà chưa từng tồn tại ở đó bao giờ hết. Bây giờ tự nhiên lùi lại là đằng sau lưng mình là vách đá, đằng trước mình là vực thẳm. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Maggie không biết phải làm sao hết. Và Maggie là một người cực kỳ sợ độ cao. Mà cho dù là Maggie không phải là một người sợ độ cao thì làm sao có thể nhảy xuống dưới đó. Nhảy xuống dưới đó là tự tử rồi, là chết rồi. Maggie gục ngã, ngồi xuống, tự ôm hai cái chân lại như thế này. Và không dám suy nghĩ luôn các bạn. Thậm chí là nằm xả lai xuống ngay chỗ cái góc đó luôn. Bây giờ không biết phải làm gì hết. Nhảy á, thì không nhảy được rồi. Mà quay trở lại, không có đường quay trở lại luôn. Maggie biết là bây giờ cái ngôi nhà này nó đang đùa giỡn với mình. Maggie cứ nằm như vậy được một thời gian. Thì Maggie cố gắng dựa lên bức tường ở đằng sau để mà giữ thăng bằng đứng lên. Khi mà đứng lên, mỗi lần nhìn xuống cái độ sâu ở bên dưới nó rất là sâu. Mà biển, đá ở dưới, nhảy xuống chỉ có chết thôi. Maggie không dám nhảy các bạn. Rồi đột nhiên, cái tiếng kinh khủng mà Maggie đã nghe ở căn phòng trước đó nó lại vang về. Nó lại bắt đầu nhỏ, nó giống như là nó tiến tới từ đằng sau Maggie. Từ phía cái đường hầm, ở đằng sau cái vách đá, đằng sau lưng của Maggie. Nó cứ... Nhưng mà lần này nó vang ra tứ phía luôn. Mặc dù là nó nhỏ nhưng mà nó vang. Khi mà nghe cái âm thanh đó là... Maggie cảm thấy rất là sợ hãi. Và Maggie nhắm mắt lại nhảy xuống dưới, không cần phải suy nghĩ gì luôn á. Giống như là cái âm thanh đó nó thôi thúc và nó là động lực để cho Maggie nhảy. Khi mà nhảy á, Maggie nhắm chặt mắt lại. Maggie nói là cái gì tới thì nó cứ tới đi. Mình sẽ bị rớt xuống biển mới chết. Mình sẽ bị những cái hòn đá đó đâm vào trong người. Mình sẽ bị xé tạc ra thành từng mảnh. Nhưng mà mặc kệ, bây giờ Maggie có thể đón nhận hết tất cả những thứ sắp tới với Maggie. Maggie cảm nhận như là cái hơi gió khi mà nhảy xuống á, nó cứ thổi lên người. Và Maggie cứ nhắm mắt lại để mà chờ đợi là mình sẽ rơi xuống, mình sẽ rơi xuống. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận thì không có thấy gió thổi nữa, cũng không cảm nhận như mình đang rơi nữa. Nhưng mà Maggie cũng không cảm nhận là mình đã bị rơi xuống đất, tức là không có cảm nhận như là mình đang bị rơi ở đâu hết. Khi mà Maggie mở mắt ra thì Maggie thật sự vui mừng khi biết là mình còn sống, mình không có bị chạm xuống mặt đất, bởi vì mình đang ở trong một cái căn phòng gì đó. Nhưng mà chưa kịp định hình, chưa kịp định hơn lại nữa, khi mà ba hồn bảy vía đã về lại tới nơi thì Maggie, tất cả những cái sự vui mừng á mà khi nãy Maggie vừa cảm nhận được nó bay đi hết trơn, khi mà nhận ra cái căn phòng mà mình đang ở trong cái căn phòng đó đó. Khi nhận ra cái khung cảnh ở trong phòng đó như thế nào. Đó là căn phòng số 5. Như vậy cánh cửa số 5 là cái cánh cửa ở dưới là đá không, và Maggie phải nhảy xuống. Và căn phòng số 5 này nó có cái sàn nhà bằng gỗ, cái 4 bức tường xung quanh cũng bằng gỗ y chang như là cái màu của sàn nhà. Cứ tưởng tượng như là người ta lấy cái đồ ở dưới sàn nhà để mà dựng lên tường vậy đó. Rồi cái trần nhà nó cũng bằng gỗ luôn các bạn, cũng một màu vuông vức y như là Maggie đang ở trong một cái hộp. Và trong căn phòng đó không có một cái cửa sổ nào hết, không có một cái cửa nào luôn, không có một cái cửa số 6 luôn, cũng không có cái cửa ra vào nào hết. Như vậy là mình bị nhốt ở trong một cái hộp mà mình không biết làm sao phải đi ra hết. Maggie mới nhìn vòng vòng và quan sát. Maggie cố quan sát coi là như thế nào chứ làm sao mình có thể ra được cái căn phòng này. Cái căn phòng này ít nhất nó phải có một cái gì đó để cho mình, giống như là nó có một cái gợi ý nào đó, còn đằng này một cái căn phòng nó không có gì hết, như vậy thì làm sao mà mình đi ra. Rồi Maggie mới suy nghĩ, mới nhớ tới David. Maggie mới thắc mắc một điều là David có giống như mình trải qua những cái căn phòng khi nãy, ở căn phòng số 4 rồi phải nhảy xuống căn phòng số 5 này hay không. Rồi David đã từng ở trong căn phòng như thế này chưa? Nếu như mà David đã từng ở trong một cái căn phòng như thế này thì bây giờ David không có ở đây. Chắc chắn một điều là David đã trốn ra bên ngoài rồi, đã có thể thoát khỏi căn phòng này rồi. Và nếu như mà David thoát ra được thì chắc chắn mình cũng sẽ thoát ra được. Và với cái ý nghĩ đó khiến cho Maggie có thêm động lực, có thêm hy vọng để mà tiếp tục tìm đường ra bên ngoài. Mà cái không gian ở trong đó rất là ngợp. Một cái căn phòng mà 4 bức tường, trần nhà và sàn nhà một màu một. Nó y như là mình bị nhốt ở trong một cái hộp, nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà Maggie vẫn cố gắng dò dẫm ở dưới sàn nhà và dò dẫm ở mỗi bức tường một, lấy cái tay rờ và thậm chí lấy cái tay gõ để coi là có cái chỗ nào cái tường nó bị xốp hay không. Có thể là cái tường nó xốp, nó trống thì có một cái cánh cửa ngầm bị giấu ở trong đó, thì đó là cái mà Maggie hy vọng. Nhưng mà không các bạn, cả 4 bức tường luôn Maggie đã dò dẫm rất là kỹ mà nó rất là hoàn hảo luôn. Những cái bức tường ấy nó hoàn hảo đến độ mà Maggie không có cảm nhận như là nó giấu một cái cửa nào đâu. Rồi Maggie cứ đang dò dẫm kiếm thì đột nhiên có một cái âm thanh vang lên từ đằng sau lưng của Maggie, và âm thanh đó xuất phát từ ở giữa phòng. Đó là âm thanh của một đứa bé gái và nó nói rằng: Maggie, chị không nên tới đây. Tự nhiên hồi nãy tới giờ đâu có ai trong phòng đâu, bây giờ có âm thanh vang lên như vậy, Maggie mới giật mình quay ra đằng sau. Thì đó là một cô bé tầm khoảng chừng 7 tuổi, với một mái tóc vàng dài ngang lưng, bận một cái đầm trắng dài phủ tới chân. Cô ấy có một đôi mắt xanh dương và một làn da trắng. Đó không phải là một cô bé đáng sợ giống như là những cái phim ma Nhật mà các bạn coi. Hình ảnh cái cô bé đó nó giống như vậy, có thể nhìn giống như là một cô bé bình thường thôi, một cô bé da trắng bình thường thôi. Nhưng mà cái đôi mắt của cái cô bé đó là một cái thứ đáng sợ khủng khiếp nhất trên cõi đời này. Maggie nói rằng nhảy xuống cái vực thẳm để tới căn phòng số 5 là một cực hình, là một nỗi sợ lớn đối với Maggie. Nhưng nếu như mà bắt Maggie phải nhảy ở đó 100 lần để né tránh cái ánh mắt của cô bé đó bây giờ thì Maggie cũng làm. Là nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nó không phải là cái khủng khiếp mà các bạn nhìn vào các bạn có thể sợ ngay lập tức, mà đó là cái khủng khiếp mà các bạn nhìn vào nó ăn sâu vào trong con người của các bạn. Và ánh mắt đó là một ánh mắt vô hồn. Maggie cũng không hiểu nguyên nhân mình lại sợ đến như vậy, nhưng nhìn vào trong con mắt đó Maggie cảm thấy như là mình bị thôi miên á, mình không thể nào di chuyển được và nó rất là khủng khiếp. Rồi cô bé đó lại tiếp tục nói: nhưng mà bây giờ chị đã ở đây rồi, hay là chúng ta cùng với nhau chơi một trò chơi đi. Khi Maggie nghe như vậy, Maggie mới hỏi là: trò chơi gì? Còn em là ai? Cô bé kia đứng ở giữa phòng, hai tay thả lỏng, đứng một tư thế bình thường thôi các bạn, trả lời rằng: nếu như mà chị thua thì chị chết. Maggie liền trả lời lại ngay lập tức: vậy nếu như mà chị thắng thì như thế nào? Cô bé đó trả lời rằng: thì anh ấy phải chết. Khi mà nghe cô bé đó nói như vậy thì cái tim nó muốn thòng tới chân luôn á các bạn, nó muốn rớt ra bên ngoài luôn, bởi vì Maggie rất là sợ. Và cô bé đó lại tiếp tục hỏi là: như vậy thì chị muốn ai thắng? Maggie nói rằng không ai thắng hết và Maggie không chơi. Khi mà Maggie trả lời, Maggie cũng không biết là làm sao Maggie có thể làm điều đó, bởi vì Maggie rất là sợ và không biết là dũng khí nào khiến cho Maggie có thể trả lời lại với cái cô bé đó. Nhưng mà Maggie nói rằng cái trò chơi gì mà khi chơi á, mình thua thì mình chết, còn mình thắng á thì David phải chết. Thì nó nói là anh ấy thì chắc chắn ngụ ý là David rồi. Trò chơi gì mà lỗ như vậy, ai mà chơi. Thế là Maggie đành phải nói là không có chọn ai hết, không thắng không thua gì hết, không chơi thì sẽ không thắng không thua. Maggie khi đó nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra một điều, nguyên nhân vì sao khiến cho cô bé đó đáng sợ đến như vậy. Bởi vì thoắt ẩn thoắt hiện ở đằng sau lưng của cô bé đó là hình dáng của một người đàn ông rất cao, to lớn và trên người phủ đầy lông, giống như là không có bận cái gì hết mà phủ đầy lông, tay chân là móng của con ngựa, cái đầu là một cái đầu cừu có sừng, cái mõm là cái mõm sói. Cái lúc đó Maggie nói là nhìn thấy cô bé là thấy cái người đàn ông đó, và thấy đàn ông đó là thấy cái cô bé đó. Kế đó cô bé đó trả lời Maggie rằng như vậy thì không tốt rồi. Sau đó thì cô bé đã biến mất. Khi cô bé đã biến mất, Maggie lại một lần nữa ở trong căn phòng đó một mình. Nhưng mà lần này khác. Lần này ở ngay cái chỗ giữa phòng mà hồi nãy cô bé đó hiện lên đứng ngay đó đó, thì bây giờ xuất hiện một cái bàn. Maggie mới từ từ tiến tới cái bàn đó. Thì ở trên cái bàn đó là một cái lưỡi lam. Cái lưỡi lam nó nhỏ, cái loại lưỡi lam mà nó rất là bé đó các bạn. Maggie mới giơ tay lên và lấy cái lưỡi lam đó. Khi mà Maggie giơ tay lên, ví dụ cái lưỡi lam nằm đây, Maggie giơ tay lên lấy cái lưỡi lam và nhìn như thế này, thì khi đó cái mà rơi vào trong ánh mắt của Maggie khiến cho Maggie muốn xỉu. Muốn xỉu khi mà giơ tay ra cầm cái lưỡi lam và giơ lên như vậy đúng không? Khi mà nhìn cái lưỡi lam nằm đây, nhưng mà rơi vào trong ánh mắt của Maggie là cái khúc này của Maggie. Trên đây nè là một số 6. Số 6 được khắc lên trên tay của Maggie, ở ngay cái tay này, và tay của Maggie đang cầm cái dao lam. Maggie vội thảy cái dao lam lại xuống dưới bàn, bởi vì Maggie lại một lần nữa biết chắc chắn một điều, cái căn nhà đó muốn Maggie làm cái gì. Và tìm mãi không thấy căn phòng số 6 mà trên tay của mình bây giờ là có số 6. Maggie cũng biết là phải làm sao để có thể đi qua được căn phòng số 6. Và Maggie cảm thấy hoảng sợ, lại một lần nữa mình phải tự giết mình luôn á, giống vậy. Maggie gục ngã xuống dưới và ngồi quỵ xuống dưới đất, lưng tựa vào trong cái bàn. Maggie cứ ngồi đó sợ. Cảm giác này là một cảm giác phải nói là tuyệt vọng, không phải là vô vọng mà là tuyệt vọng luôn á, không có bất cứ một cái hy vọng nào. Xung quanh phòng không có gì hết, ở giữa phòng có một cái bàn, ở trên bàn có cái dao lam, và bây giờ mình biết là phải thoát bằng cách nào, nhưng mà làm sao có thể làm được cái điều đó là một cái nỗi sợ rất là lớn, và mình không thể nào mà vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó. Trên cái dao lam đó còn có một tờ ghi chú nhỏ, nó ghi là gửi Maggie từ người quản lý. Tôi nghĩ là cô có thể cần dùng đến nó. Maggie lại một lần nữa ngồi khóc trong tuyệt vọng, và cảm giác như là thà chết còn sướng hơn là bị tra tấn giống như vậy. Bởi vì chết thì chết một lần thôi, còn đằng này là chết hết mấy lần á. Đúng như nếu mà Maggie chết thì phải chết mấy lần rồi đó. Lúc mà nhảy xuống dưới vực là chết một lần rồi, bây giờ nó bắt mình chết thêm lần nữa. Nhưng mà cuối cùng thì Maggie cũng lấy động lực đứng lên và cầm cái con dao đó lên. Cảm giác đúng như là cảm giác của những người mà người ta không muốn sống nữa. Người ta nói là bây giờ là một lần là sẽ xong luôn, có chết thì chết luôn, không thể nào mà chịu đựng được những cái sự kinh khủng này. Và Maggie mới cầm cái con dao lam lên và nhấn xuống dưới cái tay mình. Rạch. Khi mà Maggie rạch và Maggie biết chắc một điều là mình sẽ chết, Maggie đau đớn nhắm mắt lại. Rồi sau đó Maggie cảm nhận như là những cái nỗi sợ hãi đó nó không còn nữa. Nhưng mà cũng không có cảm thấy hạnh phúc, vẫn rất là đau thương. Maggie mở mắt ra, tình hình cũng không khá hơn. Maggie biết là mình còn sống. Con dao lam và cái bàn tay của Maggie không có chảy máu nữa, nó bình thường, nó không có số 6 nữa. Và bây giờ nhìn ở xung quanh thì nó lại căn phòng nó y như cái căn phòng hồi nãy, các bạn, không khác gì hết. Cái nơi mà Maggie đang đứng nha, hiện tại là không có một ánh đèn, nhưng mà không hiểu sao bằng cách nào đó Maggie có thể nhìn xuyên qua bóng đêm và thấy hết là nó y như căn phòng cũ, và ở trong phòng đó không có ai hết, không có gì hết. Mặc dù là đang không có đèn nhưng Maggie vẫn giống như là thấy xuyên màn đêm được vậy đó. Rồi đột nhiên cái âm thanh kia nó lại vang lên một lần nữa, và nó rất là to. Nó to đến độ mà Maggie phải bịt lỗ tai lại và nhắm mắt lại. Nó la lớn quá, Maggie phải muốn thét lên để cho âm thanh của mình lấn át âm thanh của nó. Thì khoảng chừng vài giây cái âm thanh đã biến mất, và cái căn phòng đó tự nhiên có ánh sáng. Khi đó Maggie từ từ mở mắt ra. Khi Maggie mở mắt ra thì căn phòng đó vẫn là trần nhà, sàn nhà, bốn bức tường vẫn một màu là màu sàn gỗ. Tuy nhiên ở giữa căn phòng có sự xuất hiện của một nhân vật mà Maggie nghĩ rằng sẽ không đời nào gặp lại cái nhân vật đó nữa. Đó chính là David. David bị treo ở giữa phòng bởi những cái dây xích bằng sắt treo lủng lẳng ở giữa phòng như thế này. Và anh ta ở trần, ở dưới là bận một cái quần jean. Tuy nhiên, trên người của David có rất là nhiều vết thương, giống như là đã bị ai đó tra tấn dã man và khủng khiếp. Maggie vội vã chạy tới nhìn David, hỏi David là như thế nào. Maggie biết là David vẫn còn sống bởi vì cái lồng ngực của anh ta vẫn còn thở. Khi mà thở thì vẫn còn nhấp nhô thì Maggie biết là David còn sống. Nhưng mà khi nhìn vào trong lồng ngực của David, Maggie như bị chết đứng. Trên lồng ngực của David khắc số 7. Maggie biết là chuyện gì đang xảy ra. Và cái số 7 đó y như là nó có mắt vậy đó, mặc dù nó chỉ là một cái con số thôi, y như là nó có mắt và nó nhìn thẳng vào trong mắt của Maggie. Nó nói là mày biết là mày phải làm gì chứ, giống như là như vậy. Không thể nào mà Maggie có thể làm được điều đó. Maggie khóc và quỵ ngã xuống dưới chân của David, trong khi David vẫn còn bị treo như vậy, không tháo David xuống được các bạn, bởi vì bị xiềng xích bằng dây sắt mà. Khi đó David hình như là tỉnh dậy và đang cố gắng muốn nói với Maggie cái gì đó. Maggie đứng dậy và kế sát tay vào trong miệng của David để nghe thử coi là David muốn nói cái gì. Maggie cố nói với David là David, anh có thể nghe em nói không? David dùng từng hơi thở tàn của mình nói với Maggie rằng Maggie, tại sao em lại tới đây? Maggie nói rằng em tới đây để cứu anh, em không thể nào mất anh được. Khi đó Maggie mới thấy ở trên những cái sợi dây xích trói David lại có một cái ổ khóa. Maggie cố gắng tìm kiếm xem xung quanh có cái chìa khóa nào để mở ra hay không. Nhìn xung quanh thì không thấy gì hết, ngoại trừ một cái con dao nhỏ, nó nằm ở một góc phòng. Maggie nghĩ rằng con dao đó nó cũng vô dụng thôi, nó không thể nào mà chặt ra những cái xiềng xích này được bởi vì nó quá nhỏ đi. Maggie quay trở lại nhìn David. David đang thở từng hơi thở tàn mà giống như là sắp chết rồi. Khi đó điện thoại của Maggie rung lên. Cái điện thoại Maggie vẫn mang suốt một cái chặng đường trong những căn phòng và không có sóng. Bây giờ điện thoại nó rung lên một lần nữa. Maggie run rẩy mở điện thoại lên. Và trong đó có một cái dòng tin nhắn. Đó là tin nhắn đến từ cái tin nhắn đầu tiên mà Maggie nhận được, nói rằng không lối thoát đường đi David. Đó là tin nhắn đến từ cái số điện thoại đó. Và trong đó ghi rằng người đó không phải là anh. Maggie bây giờ không biết phải làm sao hết. Rõ ràng đứng trước mặt Maggie là David mà, là rõ ràng là anh, từ mái tóc, hơi thở, giọng nói, chiều cao, rồi làn da, tất cả mọi thứ là David. Mà tại sao tin nhắn đó lại nói là không phải là David? Maggie không gửi tin nhắn đi được, Maggie chỉ có thể nhận tin nhắn tới một chiều mà thôi. Khi này Maggie thực sự rất là hoảng sợ và không biết là mình nên làm cái gì hết. Và cái người David đang bị treo ở trong phòng kia mới nói với lại Maggie rằng Maggie, em phải rời khỏi nơi này. Maggie mới hỏi lại David là làm cách nào em mới có thể rời khỏi nơi này. David nhìn Maggie, sau đó là nhìn theo hướng của con dao ở góc phòng. David mới hất cái đầu về phía con dao, ý là kêu Maggie tới lấy con dao đó. Maggie vội chạy tới lấy con dao, đem đến trước mặt của David và nói với David rằng bây giờ thì em phải làm sao đây? Cái con dao này không có chặt được những cái xiềng xích này, làm sao mà em có thể đưa anh ra khỏi nơi này? Và David nói với Maggie rằng không, anh sẽ không đi cùng em. Em phải dùng con dao đó đâm vào trong ngực của anh, bởi vì đây là lối ra duy nhất. Maggie mới nói là cái gì? Maggie không nghĩ. Nói chung là Maggie biết là mình phải làm cái gì, nhưng Maggie không nghĩ là mình sẽ làm. Và Maggie không nghĩ là David sẽ bảo mình làm như vậy. Trong khi David lại dùng những cái hơi thở tàn của mình và cố gắng nói với Maggie, nói rằng Maggie, em phải đâm anh, em phải đâm vào ngực của anh thì em mới có thể thoát ra khỏi nơi này được. Và Maggie cứ đứng đó là không, em sẽ không làm như vậy. Rồi David lại cứ tiếp tục Maggie, em nghe anh nè, em phải đâm anh thì em mới có thể thoát ra đây được. Và anh không muốn em ở trong đây, phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, Maggie. Và David cứ nói, và những cái lời nói của David nó khiến cho Maggie rất là đau đớn. Bởi vì làm sao mà Maggie có thể làm tổn thương một người mà Maggie rất là yêu thương là David. Nhưng mà cái lời nói của David giống như là nó không chỉ là lời nói, mà nó là một cái sự thôi thúc. Nó là một cái gì đó nó bắt Maggie là phải làm. Rồi đột nhiên Maggie vung dao lên và đâm vào trong ngực của David rồi kéo xuống. Mà thậm chí Maggie không thể biết là tại sao mình lại làm như vậy. Giống như là bị một cái lực gì đó nó hút và nó bắt Maggie làm như vậy, trong khi Maggie lại không hề muốn làm như vậy. Rồi Maggie mở mắt ra nhìn David, trong khi hồi nãy David cứ luôn miệng nói là em phải đâm anh, em phải đâm vào ngực của anh. Nhưng mà khi mà bị đâm á, rồi Maggie mở mắt ra nhìn David thì David lại nhìn Maggie và nói rằng tại sao em lại làm như vậy? Lãng nhắc quá ông ơi, nãy ông kêu người ta làm, bây giờ ông hỏi người ta tại sao làm như vậy. Nhưng mà giây phút đó Maggie biết người đó không phải là David, chắc chắn là không phải là David. Và lần này á, không chỉ nó là một cái dạng phủ nhận á các bạn. Khi mà mình đã làm một cái điều gì đó và mình không muốn đó là sự thật thì mình phải khẳng định đó không phải là sự thật. Và Maggie cứ nói rằng đó không phải là David, 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 và gần như là muốn điên loạn luôn. Khi này máu của David chảy xuống sàn nhà và nó chảy ra 4 cái góc tường luôn, nó chảy máu đó, nó tua ra xung quanh. Và khi mà máu tua ra và chảy đầy những cái góc những cái góc ở trên sàn nhà, nhưng mà nó phủ một cái mảng ở trên sàn nhà là máu không á. Cái rồi cái máu đó nó đặt lại, Maggie đứng ở trên cái vũng máu đó và giống như là bị nhấn chìm xuống. Là cái máu đó nó không có dâng lên nhưng mà nó hút Maggie xuống. Nó giống như là một cái vũng lầy mà Maggie càng vùng vẫy thì Maggie lại càng bị kéo xuống cái vũng máu đó. Nó giống như là một cái vũng lầy máu gì đó. Maggie cố vùng vẫy thì càng cố vùng vẫy, Maggie lại càng bị hút xuống sâu hơn. Rồi từ từ Maggie chìm tới ngực, rồi từ từ chìm tới cổ. Khi mà chìm tới cổ, Maggie cố ngước mặt lên và thở. Khi đó David chết rồi, David bị đâm chết, mở mắt ra như vậy nè. Khi đó David đang bị treo và đứng như thế này. Maggie thì càng ngày càng bị tụt xuống. Và cái đầu của David nhìn xuống dưới Maggie và cười. Chết rồi mà miệng cười nha các bạn. Maggie càng bị chìm xuống thì càng cố ngước đầu lên để mà lấy không khí thở. Nhìn lên thì thấy David bị treo toàn ten ở trên đầu của mình á. Và cái đầu của David thì đang nhìn Maggie và cười, trong khi anh ta đã chết rồi. Dần dần ánh sáng tắt lụi. Những hình ảnh cuối cùng mà Maggie nhìn thấy là gương mặt cười khắc khoải của David, gương mặt cười trên một cái xác chết, trước khi Maggie bị bóng tối nhấn chìm hoàn toàn. Và đùng một cái, Maggie tỉnh dậy. Khi Maggie tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên mặt đất, ở bên ngoài, là bên ngoài nha các bạn. Là lúc này á, Maggie nằm sấp xuống đất. Maggie cảm nhận được là cái đất ở đây là đất rồi các bạn, nó không còn là sàn nhà, không còn là sàn gỗ nữa. Maggie nói là mình đang ở bên ngoài và đây là đất mà. Maggie còn hít được cái mùi đất nữa. Rồi Maggie quay người lại, nằm cái lưng để cái lưng nằm phê xuống dưới đất và mặt thì hướng lên trời. Và đằng trước trên đầu mình là bầu trời. Maggie hít thở một lúc rồi Maggie đứng dậy, thì đằng sau lưng Maggie là cái nhà. Ngôi nhà không lối thoát mà Maggie đã đi vào. Khung cảnh ở đằng trước vẫn là chiếc xe của Maggie, đậu ở ngay cái chỗ mà khi mà Maggie tới nơi Maggie đã đậu. Vẫn là khung cảnh vào lúc 8 giờ tối. Ánh trăng rọi xuống, ngoài ra không có ánh đèn đường, có những ánh đèn hắt ra từ trong căn nhà đó. Maggie phủi bụi ở trên người, sau đó từ từ đi bộ tiến tới chiếc xe của mình. Khi Maggie tiến tới xe, Maggie biết chắc chắn một điều, mặc dù khung cảnh nó là như vậy, nhưng cảm giác của Maggie biết được rằng mình chưa thoát khỏi ngôi nhà đó. Bằng cách nào đó Maggie biết được là cái ngôi nhà đó nó vẫn chưa buông tha cho mình. Rồi Maggie mới lấy điện thoại ra kiểm tra xem là có tin nhắn nào tới hay chưa. Khi xem điện thoại thì không có tin nhắn nào hết, nhưng mà nó có sóng. Thế là Maggie mới nhắn tin cho David. Maggie hỏi là David, anh đang ở đâu vậy? Rồi ngay lập tức có một dòng tin nhắn trả lời. Maggie mừng rỡ mở ra thì ở trong đó ghi rằng phòng số 10, em phòng số 7, chạy ngay đi. Khi mà Maggie nhận được cái tin nhắn đó và đọc xong thì cái âm thanh kia lại quay trở lại. Cái âm thanh mà lần này nó rất là lớn. Nó lớn đến độ mà Maggie phải bịt lỗ tai lại. Nó rất lớn và nó ở xung quanh Maggie. Nó rất là khủng khiếp và nó làm cho mọi thứ rung lắc. Là cây cối rung lắc y như là muốn động đất vậy. Đang trong lúc hoảng loạn như vậy, theo lời của David thì mình đang ở trong căn phòng số 7. Và cách duy nhất để thoát ra khỏi nơi này là mình phải đi tìm căn phòng số 8, sau đó tìm căn phòng số 9 rồi thoát ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng mà căn phòng số 8 là ở đâu? Một cái nơi bất tận như vậy thì căn phòng số 8 là ở đâu? Ở những căn phòng trước là không gian của một căn phòng và nó chỉ giới hạn ở trong một căn phòng thôi. Còn riêng hiện tại Maggie đang ở phòng số 7. Tức là cái không gian này nó vô cùng tận luôn á. Nó là ở bên ngoài và thậm chí là nó có cây cối và có thể là Maggie có thể đi tới tất cả mọi thứ. Cái không gian nó vô cùng tận như vậy, làm sao mà mình tìm ra được cái căn phòng số 8? Khi mà Maggie đang nghĩ là mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Thì có một tin nhắn tới. Cái tin nhắn tới đến từ số của David và David nói rằng địa chỉ nhà của em. Maggie suy nghĩ địa chỉ nhà của em là như thế nào, tại sao lại nói là địa chỉ nhà của em? Rồi Maggie lại cố gắng nhớ địa chỉ nhà mình là Forest LN Unit A là số 8. Maggie ở trong một cái căn chung cư và cái căn hộ của Maggie là căn hộ số 8. Chẳng lẽ căn phòng số 8 là căn hộ của mình sao? Không thể nào. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì mình cũng phải về căn hộ của mình xem. Có thể đó là căn phòng số 8, có thể, rất có thể. Hay là Maggie vội chạy lên xe của mình và đóng sầm cửa lại. cái âm thanh đó nó vẫn càng ngày càng lớn hơn và có vẻ như nó đi theo Maggie vào trong xe của Maggie. Nhưng mặc kệ nó, Maggie vẫn tiếp tục chạy và cố gắng bám víu vào sự sống của mình. Maggie lái xe đi. Maggie lái xe đi và chạy về căn hộ của mình. Khi mà chạy á, Maggie cứ suy nghĩ là tại sao lại là số 8 là căn phòng của mình, tại sao cái nơi này là như thế nào, rồi căn nhà này như thế nào. Chạy được một hồi á, thì Maggie thấy mình đã tới nhà của mình rồi. Nó giống như là Maggie không nhớ là mình đã chạy xe như thế nào mà về tới nhà của mình luôn á. Là khi mà chạy xe suy nghĩ quá nhiều cũng không biết là đoạn đường mình chạy đã chạy như thế nào. Cứ như là thể là mình nằm mơ hoặc là bị xỉu. Trước khi mình xỉu mình ở một nơi và sau khi mình tỉnh dậy mình ở một nơi khác. Khi Maggie nhận thức lại được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, đã thấy mình đang đứng trước cái cổng tiến vào trong căn hộ chung cư của mình. Mặc kệ là mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng mà Maggie cứ bước xuống xe, thậm chí không màng tới khóa cửa xe nữa. Maggie vội chạy vào trong căn chung cư của mình. Maggie càng tiến gần tới căn phòng của mình thì cái âm thanh kia nó lại càng xa hơn. Cái căn chung cư đó rất là to và phòng của Maggie là phòng số 8. Maggie phải chạy vào trong cái hành lang, sau đó là quẹo trái dãy đầu tiên. Và cái căn chung cư của Maggie là đi qua tất cả những căn phòng còn lại và nó nằm là cái căn phòng số 8 cuối cùng của dãy đầu tiên. Maggie vội vã chạy tới căn phòng của mình. Càng chạy á, thì cái âm thanh kia lại càng bị bỏ ra xa. Chạy tới trước cửa căn phòng số 8 của Maggie thì âm thanh kia biến mất luôn, hoàn toàn biến mất. Khi Maggie tiến tới căn phòng của mình và cầm thấy tay cầm mở cửa ra thì có một cái lực nó hút Maggie vào bên trong, là hút luôn nha các bạn, chứ không phải là Maggie nhảy vào bên trong hay sao đó, giống như là một cái máy hút bụi nó hút Maggie vào trong cái căn phòng đó, sau đó là cái cửa đóng sầm lại. Maggie bước vào trong căn hộ của mình. Nó vẫn là bình thường y như căn hộ của Maggie thôi, không khác gì hết. Và bây giờ là Maggie đang ở trong căn phòng số 8. Nhìn ở ngay chỗ nhà bếp vẫn là những cái món đồ ăn ngày hôm qua Maggie order về ăn và ăn không hết, dùng ở ngay chỗ cái quầy đó vẫn chưa rửa, ngay chỗ cái chỗ rửa chén vẫn chưa rửa. Rồi nhìn những cái bàn vỡ, sách vỡ mà Maggie dùng đó để mà coi á, vẫn dang dở y chang hôm qua Maggie đi như thế nào thì đồ vật vẫn y chang như cũ, không khác gì hết. Rồi Maggie nhìn lên cái máy tính. Cái máy tính là ngày hôm qua Maggie nhắn tin, có vô cái tài khoản của David để mà nhắn tin cho Peter. Thì Maggie tiến tới máy tính của mình vẫn y chang, nó vẫn mở giống y như là mình vừa mới đi vậy á. Maggie nhìn vào thì vẫn thấy những cái đoạn tin nhắn mà Maggie đã nhắn với Peter, không khác gì hết. Khi đó Maggie mới tiến tới ngồi xuống cái máy tính và muốn tắt đi những cái đó, nhưng mà tắt không được nha. Có một cái điều lạ là tắt không được, cho dù là Maggie đã dùng tất cả những cái phím ở trên máy tính như thế nào, mà thậm chí là tắt nguồn, tắt cái máy tính, tắt nguồn máy tính luôn cũng không tắt được. Nó vẫn mở, là vẫn là cái màn hình AIM, vẫn là màn hình tài khoản AIM và vẫn là đang chat với lại Peter. Rồi đột nhiên ở ngay chỗ cái AIM đó có một cái phát video trực tiếp livestream, dạng như giống như là livestream đó các bạn. Cái video đó bắt đầu bằng cái hình ảnh, cái camera đang quay vào trong một cái bức tường màu xám. Rồi có một cái dòng tin nhắn gửi tới cho Maggie, gửi rằng hy vọng là mọi thứ vẫn như cũ. Maggie mới hỏi ngươi là ai? Thì cái dòng tin nhắn đó trả lời lại rằng hy vọng là cô sẽ thích những gì mà cô sẽ xem. Sau đó cái camera mới bắt đầu quay, là bắt đầu có người nào đó cầm cái camera và quay qua một hướng khác. Cái máy quay hướng tới giữa phòng, ở giữa phòng là một cái bàn mổ. Ở trên cái bàn đó là một người thanh niên, cũng là ở trần, ở dưới bận một cái quần jean. Nhưng mà người thanh niên này có làn da nhợt nhạt, mái tóc màu nâu ngắn. Khi mà nhìn kỹ lại, Maggie nhận ra cái người đang nằm trên cái bàn mổ đó chính là Peter. Tại sao Peter lại nằm ở đó? Và có một người khác đang ở trong căn phòng đó với Peter, chứ không chỉ là một mình Peter. Maggie nhận ra rằng có thể người đó chính là người quản lý của căn nhà. Sau đó, cái người đó tiến tới và hành hạ Peter, mổ xẻ Peter trông rất là khủng khiếp. Nó là một cái cảnh tượng phải nói là kinh tởm. Nhưng mà Maggie không có nhìn đi chỗ khác được. Giống như là nó bắt Maggie là phải coi, không có nhắm mắt được luôn á, không quay chỗ khác được, mà cái đầu Maggie phải cứ hướng về trong cái màn hình đó và ánh mắt của Maggie phải nhìn vào trong những gì diễn ra trong cái video đó. Những cái hành động khủng khiếp và Peter đau đớn la hét tột cùng, và những cái lời, những cái âm thanh mà Peter la đó là những cái tiếng mà Maggie phải nói là cả cuộc đời này Maggie chưa bao giờ nghe thấy một cái âm thanh nào khủng khiếp đến như vậy. Nó là một âm thanh sợ hãi, là một cái âm thanh kêu cứu, mà kêu cứu trong sự tuyệt vọng. Tới cuối cùng, giây phút đau đớn tột cùng của Peter thét lên. Maggie nghe được là cái âm thanh đó không chỉ phát ra từ cái máy tính trước mặt mình, mà nó phát ra xung quanh mình. Cụ thể là nó phát ra từ một cái căn phòng trong căn hộ mà Maggie đang ngồi. Maggie lúc này là có thể đứng dậy rồi, có thể di chuyển rồi. Là coi xong hết cái buổi đó, hết cái buổi biểu diễn đó, thì Maggie mới bắt đầu có thể di chuyển được. Maggie từ từ run rẩy đứng dậy. vẫn nghe thấy những âm thanh thoi thóp, những âm thanh sợ hãi, rên la của Peter phát ra nho nhỏ. Và âm thanh đó đang ở trong căn hộ của Maggie. Maggie dần dần đi theo cái tiếng của âm thanh thì nhận ra rằng âm thanh đã phát ra từ phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của mình, làm sao có thể được, làm sao có thể có những cái sự việc khủng khiếp xảy ra như vậy ở trong phòng ngủ của mình được. Khi Maggie tiến tới gần cái cửa phòng của mình thì âm thanh la hét của Peter thay thế bằng âm thanh nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó khiến cho Maggie sợ hãi vô cùng. Maggie tiến tới và từ từ mở cửa phòng, bước vào bên trong. Khi mở cửa phòng ngủ ra, Maggie thấy rằng đó chính là phòng ngủ của Maggie. Nhưng mà ở giữa phòng là những hình ảnh mà Maggie đã nhìn thấy ở trong video hồi nãy. Đó là một cái bàn mổ. Và những gì còn sót lại của Peter đang nằm ở trên cái bàn mổ đó. Nó nhầy nhụa, máu me, mọi thứ nó lòng thòng, phải nói là nó rất là tởm. Nhưng mà cái người quản lý đã biến nó mất tiêu rồi. Cái người hồi nãy thấy ở trong video không thấy được mặt các bạn, chỉ thấy là ông ta bận bộ đồ của bác sĩ thôi và đang mổ xẻ Peter. Peter bây giờ đã chết và nói chung là tay chân rộn bị cắt rồi, bộ đồ lòng bị móc ra tè le, thấy ghê lắm. Nằm ở trong phòng đó và Maggie phải nói là đỡ hơn David là Maggie đã không có ói, là mặc dù mắc ói, rất là mắc ói luôn, nhưng mà Maggie đã có thể kìm lại được. Bằng cách nào đó Maggie biết được rằng sắp xong rồi, mình sắp vượt qua được tất cả những thứ này rồi. Ở phía bên kia phòng là một cái cánh cửa. Cánh cửa đó bình thường là cánh cửa phòng tắm, nhưng bây giờ ở trên cánh cửa phòng tắm đó nó có một số 9. Và nhìn kỹ lại thì cái số 9 đó không phải là một cái gì đó mà nó in lên trên đó, mà số 9 đó được tạo ra từ những sợi dây ruột của Peter đã bị quấn thành hình số 9 và máng lên trên cái cánh cửa đó. Mặc dù cảm thấy rất là đáng thương và tội nghiệp cho Peter, nhưng mà bây giờ Peter chết rồi cũng đâu có giúp gì được đâu. Maggie phải đi qua thi thể của Peter, tiến tới cánh cửa đó và thông qua cái mớ ruột lòng thòng nhầy nhụa đó mở cửa đi qua căn phòng số 9. Nhưng mà đối với những gì mà Maggie đã trải qua thì đây là một việc không quá khó đối với Maggie. Khi mà Maggie đi ngang qua cái bàn mổ, sẵn tiện lấy luôn con dao mổ cầm trên tay và sẵn sàng đón chờ tất cả những thứ sẽ xảy ra ở phía trước. Maggie tiến tới mở cánh cửa số 9 ra, sẵn sàng rời khỏi căn phòng số 8, căn hộ của mình, và bước vào căn phòng số 9. Khi bước vào căn phòng số 9 thì nó là một căn phòng khá là đơn giản. Đó giống như là một căn phòng chờ khi mà đi khám bác sĩ á, là một căn phòng rất là bình thường. Ở trong căn phòng đó có những bức tường sơn trắng. Ở trong phòng á, có những cái ghế ngồi chờ để mà khám bác sĩ. Rồi ở giữa phòng có một cái bàn. Trên bàn đó có đựng một số cuốn tạp chí để cho người ngồi chờ bác sĩ có thể lấy ra đọc. Ở phía đối diện căn phòng là một cái cánh cửa. Nhưng mà cái cánh cửa đó thay vì là một cái số gì đó, tại vì hiện tại là Maggie đang ở căn phòng số 9 đúng không, thì thay vì là một cái số gì đó thì cái căn phòng đó nó có một cái chữ là chữ người quản lý. Thì Maggie mới tiến tới cái căn phòng đó, Maggie sẵn sàng rồi. Maggie biết là họ ở trong cái căn phòng đó, người quản lý và cả David đang ở trong căn phòng đó để mà đợi Maggie. Khi mà Maggie qua cái căn phòng đó có thể gặp được David và sẽ bước ra khỏi ngôi nhà này với David. Cái giai đoạn mà Maggie cầm cái nắm tay và chuẩn bị mở cửa thì cái âm thanh, cái tiếng nó lại trở về. Mà nó lại to, nó to đến độ mà nó ăn vào trong con người của Maggie. Không phải là Maggie nghe, mà âm thanh đó bây giờ nó phát ra từ trong con người của Maggie rồi, chứ không chỉ là âm thanh từ bên ngoài. Nó phát vào tai của Maggie, mà bây giờ nó từ con người của Maggie nó phát ra và nó ăn mòn hết toàn bộ con người của Maggie luôn. Maggie từ từ mở cánh cửa và bước qua cái phòng kế bên, đón nhận tất cả mọi thứ khủng khiếp nhất mà có thể xảy ra. Nhưng trái ngược với những gì mà Maggie tưởng tượng thì ở bên ngoài, khi mà Maggie bước qua cái căn phòng đó và rời bỏ cái căn phòng số 9 đằng sau mình, thì đằng trước những gì mà Maggie thấy là cái căn phòng khi nãy mà Maggie bước vào trong ngôi nhà này là cái sảnh khách sạn. Mọi thứ y như là cái lúc mà Maggie bước vào, nó được trang trí y chang như vậy. Nó vẫn có căn phòng số 1 và ở ngay chỗ cái quầy mà quầy tiếp tân có một cái tấm bảng. Nhưng mà lần này có thêm một người xuất hiện ở ngay cái quầy tiếp tân, ngồi ở đó. Và khi mà Maggie nhìn thấy cái người này, Maggie nổi hết cả da gà. Đó chính là Peter. Nhưng mà Peter đã chết rồi mà. Đã chết khi mà Maggie gặp Peter ở trong căn phòng số 8 rồi. Tại sao Peter lại ở đây? Khi mà Peter nhìn thấy Maggie nhìn mình hốt hoảng như vậy, Peter cười một cách nham hiểm và nói với Maggie rằng: Maggie, cô đang trông chờ điều gì ở đây? Một con ma, một con quỷ, hay là một cô bé tóc vàng đáng sợ? Maggie nhìn thấy nụ cười trên mặt của Peter trông rất là tởm. Maggie mới hỏi là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Peter nhìn Maggie vẫn chậm rãi, ôn tồn, tự tin và nói rằng: Maggie, suy nghĩ một chút đi. Ai là người đã nói cho David biết sự tồn tại của ngôi nhà này? Ai là người đã nói cho David biết địa chỉ của ngôi nhà này? Maggie cực kỳ tức giận và nói với Peter rằng: Peter, David là bạn của cậu đó, là người bạn rất tốt của cậu đó. Peter lại cười và nói với Maggie rằng: Xin lỗi Maggie, nhưng đó là cách mà chúng tôi hoạt động ở đây. Maggie hỏi Peter rằng: Như vậy bây giờ David ở đâu? David ở đâu? Peter trả lời: David ở trong ngôi nhà này. Anh ta không rời khỏi ngôi nhà này được. Và cô cũng vậy, Maggie. Khi đó Maggie thực sự tức giận với những sự việc mà mình đã trải qua. Tất cả mọi thứ đều là do cái tên này làm ra, là đều là do cái tên Peter. Peter từ trước tới bây giờ là người quản lý, là người sắp đặt bày trò, đã đưa David vào bẫy và bây giờ là đưa luôn cả Maggie vào bẫy. Maggie tức giận bởi vì tức giận hắn không chỉ làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương luôn người mà Maggie yêu mến nhất, yêu thương nhất là David. Maggie không biết là, nói chung là lúc đó là quá tức giận vắt phẫn uất. Maggie tiến tới tấn công Peter. Maggie vật Peter xuống và đánh liên tục Peter. Sau đó là nắm tóc Peter, giật ngược lên và cầm con dao đưa lên cổ của Peter. Khi này Peter nói với Maggie rằng: Maggie, ngôi nhà này cần có người quản lý, cần có người làm cho nó hoạt động. Maggie nói với Peter rằng: Không, từ giờ sẽ không còn người quản lý và ngôi nhà này sẽ không hoạt động nữa. Maggie dùng cái con dao mà Maggie đã lấy được ở căn phòng số 8 rạch một đường trên cổ của Peter. Sau đó là dọng cái đầu của Peter xuống dưới sàn một cái rầm. Máu từ trên cổ của Peter phun ra. Cái giây phút mà Maggie rạch một đường trên cổ của Peter thì đột nhiên những cái ánh đèn ở trong đó tắt, tối thui. Maggie cũng không biết là mình chìm trong bóng tối khoảng thời gian bao lâu. Chỉ biết là được một lúc sau thì ánh sáng khóa lại. Khi mà ánh sáng có lại thì xung quanh Maggie không có gì hết nữa. Maggie nhìn xung quanh thì bây giờ cái nơi quầy tiếp tân không có ai ở đó hết. Khi mà ánh sáng trọi lên một lần nữa thì Maggie thấy đối diện phòng bây giờ có một cái cửa sổ. Maggie chạy ra cái cửa sổ thì Maggie thấy David. David đang đi ở bên ngoài và có một chiếc xe. David đang tiến về phía chiếc xe của David. Và nhìn David rất là bình thường, không có vẻ như là David bị thương gì hết. Maggie vui vẻ chạy tới và đến mở cửa chạy ra tới David. Thì cái cửa nó không mở, nó bị khóa ở đằng sau. Maggie cố mở cửa, cố giọng cửa nhưng mà không mở ra được. Maggie tuyệt vọng, la khóc ở trong cái căn phòng đó. Rồi Maggie chạy tới chỗ cái cửa sổ thì nhìn thấy David đã leo lên xe và chạy về phía cái con đường mòn, rời đi khỏi ngôi nhà đó. Maggie ngồi đó khóc trong vô vọng. Rồi đột nhiên Maggie nhìn xuống dưới ngực của mình, có treo một cái tấm bảng. Trên cái tấm bảng đó ghi rằng: Người quản lý. Và đó là hết phần 2 của No End House, ngôi nhà không lối thoát. Thì hiện tại chỉ có 2 phần là chỉnh chu thôi các bạn. Còn phần 3 thì nó rất là chưa có được hoàn thành. Cũng như là nói chung là bây giờ là chỉ có 2 phần thôi. Cho nên là No End House sẽ dừng ở cái phần này luôn. Và trong phần này chúng ta có thể hiểu thêm được cái người sắp xếp mọi sự việc lại là Peter, người quản lý. Thì cái này nó cũng giống như là một dạng của SCP. Là một cái căn nhà cần phải có một cái vật chủ ở đó để mà quản lý căn nhà, dù muốn dù không thì cũng sẽ phải ở đó để mà làm cho cái căn nhà đó nó hoạt động. Và cái căn nhà đó nó bắt cái người quản lý làm như vậy, chứ thực ra thì người quản lý bác cũng không biết là, cũng không hẳn là tự nguyện, bởi vì đối với Peter thì bác cũng không nghĩ là Peter tự nguyện. Nhưng mà Peter đã có một tiền sử, đó là tiền sử sử dụng chất ma túy nghiện ngập. Bằng một cách nào đó bác nghĩ là có liên quan tới cái vấn đề nghiện ngập của Peter, đã đẩy Peter đến con đường phải quản lý cái ngôi nhà đó, phải trở thành người quản lý của ngôi nhà. Và cuối cùng là đưa tất cả những bạn bè mà Peter biết tới cái ngôi nhà đó, trong đó có David cũng như là Maggie. Và bây giờ bởi vì cứu bạn trai của mình, Maggie đã trải qua tất cả những thứ mà một người phụ nữ, một người con gái nhỏ nhắn như vậy phải trải qua. Nó rất là kinh khủng. Nhưng mà Maggie là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ, phải nói là như vậy luôn. Trải qua từng phòng một, Maggie biết được là mình phải làm gì ngay lập tức khi mà thấy cái hiện tượng đó xảy ra. Ví dụ như khi thấy số 6 trên tay của mình, hoặc là khi thấy số 5 ở dưới cái vực thẳm, và khi thấy số 7 ở trên ngực của David, Maggie biết hết. Thậm chí khi Maggie đã đi vào cái căn phòng số 7, tức là thấy mình ở bên ngoài, thì cũng không nghĩ là mình đã thoát, không vui mừng vì mình đã thoát, bởi vì Maggie biết là ngôi nhà đó không buông tha mình và cảm nhận được là mình vẫn đang trong cái ngôi nhà đó. Và bóc cảm nhận được như Maggie là một người cực kỳ thông minh, cực kỳ mạnh mẽ và thông minh. Và nghịch cảnh tới với Maggie thì Maggie sẽ tìm cách đối phó với nghịch cảnh đó. Cuối cùng khi mà Maggie chiến đấu và tấn công Peter, và lúc đó là Maggie thực sự bộc lộ ra tất cả sức mạnh của mình để mà đánh Peter và giết chết Peter. Khi đó là Maggie trong người là sự phẫn uất và dùng tất cả sức lực của mình để giết đi kẻ đã làm hại mình và người mà mình yêu thương nhất. Khi Bắp nghe về câu chuyện phần 2 này và biết về Maggie, lúc đầu Bắp chỉ nghĩ bạn gái của David có thể là có một tình yêu rất là lớn đối với David nhưng sẽ không thể nào vượt qua được những cái căn phòng, và nghĩ là cô này sẽ là một cái cô gái nói chung là không có gì quá đặc biệt. Nhưng mà càng đọc thì lại càng cảm thấy Maggie rất là mạnh mẽ và rất là thông minh, rất là nhạy cảm. Giống như là, không biết là các bạn có coi phim You Are Next, Ngươi là người kế tiếp. Còn không biết là tiếng Việt ra như thế nào nữa, nhưng mà đó là một bộ phim nói về hai anh em trong gia đình đã đồng mưu với nhau để mà mưu sát thủ về giết ba mẹ của mình và giết tất cả những người anh em còn lại. Sau đó nguyên nhân làm như vậy là để lấy được tiền bảo hiểm mấy trăm triệu đô rồi chia cho nhau, thì đó là âm mưu. Nhưng mà tất cả mọi âm mưu đều bị phá vỡ bởi một cô gái, đó là bạn trai của người anh, một trong những người chủ mưu á các bạn. Khi mới xuất hiện thì đó là một giáo viên, cô gái đó là một giáo viên nhìn rất là mỏng manh yếu đuối, nhưng mà tất cả mọi sự việc tới cái quá trình mà người ta tới đánh ngôi nhà đó, cái quá trình mà những tên thích khách tới để mà giết từng người trong gia đình, nhờ vào cái cô bé đó giúp cho tất cả những người cố gắng sống sót, nhưng mà giúp đỡ và nhờ vào những cái kỹ năng sống của mình, cuối cùng cô ấy lại là người mạnh mẽ nhất chống lại và giết hết toàn bộ tất cả những tên sát thủ luôn, nha. Những người trong gia đình thì bị những tên sát thủ giết, còn cô bé đó thì giết những cái tên sát thủ khác. Cuối cùng thì cô ấy lại là người sống sót duy nhất và biết ra được toàn bộ âm mưu là chính người yêu của mình đã mướn những cái tên sát thủ đó, và cũng chính cô đã giết chết người yêu của mình. Không hiểu sao khi mà nghĩ tới Maggie thì Bắp lại nghĩ tới sự mạnh mẽ của cái cô gái trong cái bộ phim đó. Bộ phim đó Bắp coi rất là lâu rồi thì nội dung Bắp chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Đây là cái bộ phim đó, You Are Next, và Bắp có để cái tên tiếng Việt, các bạn có thể tìm ở trên Google, có thể là có. Nó cũng nội dung khá là hay, rất là hay và rất là khủng khiếp, rất là nham nhở và nó cũng rất là biến thái nữa. Trong phần này phải nói là rất ngưỡng mộ tình yêu mà Maggie dành cho David. Cho dù là xảy ra chuyện gì đi nữa, giống như là khi mình bị đẩy vào trong hoàn cảnh như vậy thì mình sẽ cứ thoát thân, làm cái quỷ gì cũng được, thoát khỏi ngôi nhà đó là được. Còn riêng Maggie, mặc dù là bị đẩy vào trong nghịch cảnh như vậy, nhưng mà Maggie cuối cùng vẫn nghĩ tới David là cuối cùng mình phải cùng David vượt ra ngôi nhà này. Là tới cuối cùng á, Maggie vẫn nghĩ tới David và nghĩ là mình phải cứu cho được David ra. Và khủng khiếp nhất đối với Maggie á, Bóc không nghĩ là một trong những căn phòng đó là điều tệ hại khủng khiếp đối với Maggie đâu, mà điều tệ hại và khủng khiếp nhất đối với Maggie đó là giây phút Maggie nhìn thấy David ở trên xe, leo lên xe và chạy khuất khỏi ngôi nhà đó. Giây phút mà Maggie biết được rằng David và Maggie sẽ mãi mãi không gặp được nhau và Maggie sẽ mãi mãi không thoát khỏi ngôi nhà đó. Chỉ có một mình Maggie trong ngôi nhà đó. Thì đó mới thực sự là giây phút giết chết Maggie, thực sự chết ở trong tim. Và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Đó là hết cho tất cả các phần của No End House, ngôi nhà không lối thoát. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.